Nhà quảng cáo Len Arcaro thừa nhận tội trạng trong vụ landing Ponzi thế kỷ Bitcoinnet. Binance.us nói bước Coinbase ra mắt công chúng trong vòng 3 năm tới. Quỹ Dogecoin phủ nhận sự liên quan đối với dự án sao chép Dogecoin 2.0. Wister phát hành tiền tiếp bằng Bitcoin để thưởng cho các nhà sáng tạo. Úc, Singapore, Malaysia và Nam Phi cộng tác thí điểm CBDC trong thanh toán xuyên biên giới. Tiếp theo là bản tin chính của Crypto 24 giờ tối ngày hôm nay. Ngân hàng thương mại lâu đời nhất của Colombia, Banco de Bogota, đã bắt đầu giai đoạn tiếp theo của quá trình thử nghiệm tiền điện tử, sẽ cho phép 5.000 khách hàng của mình thực hiện và nhận thanh toán bằng cách sử dụng mã thông báo được lưu trữ trên nền tảng của hai sàn giao dịch tiền điện tử Bitso và Buda. Phần đầu tiên của cuộc thí điểm đã được bắt đầu vào tháng 3 năm nay, theo đó một nhóm khách hàng, tất cả trên 25 tuổi, được phép gửi và rút tiền điện tử trên nền tảng di động và máy tính để bàn của ngân hàng. Họ được phép giao dịch tiền điện tử để lấy Bitso Colombia và ngược lại bằng cách sử dụng các giao dịch được liên kết với hệ thống của Buda và Bitso. Thử nghiệm lần này sẽ kiểm tra xem điều gì sẽ xảy ra khi người dùng chi tiêu tiền điện tử của họ bằng thẻ và nền tảng ứng dụng của ngân hàng. Phó Chủ tịch Công nghệ của ngân hàng nói rằng một trong những động lực lớn của ngân hàng là trở thành một phần tích cực trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của đất nước. Cựu giám đốc và nhà quảng bá của kế hoạch Bitcoinnet Ponzi khét tiếng, Glenn Arcaro, đã thừa nhận tội gian lận liên quan đến vai trò của mình trong nền tảng cho vay và trao đổi tiền điện tử hiện đã không còn tồn tại này. Đồng thời, ông đã được lệnh phải trả 24 triệu đô la cho các nhà đầu tư. Arcaro đã tận dụng sự nổi tiếng của mình trên thị trường tiền điện tử, lôi kéo các nhà đầu tư vô tội trên toàn thế giới tham gia mô hình kim tự tháp của dự án này, bằng cách hứa hẹn với họ lợi nhuận được đảm bảo. Những phát triển mới nhất này đến sau khi dự án Bitcoinnet đã sụp đổ vào 3 năm trước, do sự vào cuộc của các cơ quan quản lý Texas và Bắc Carolina. Bitcoinnet được cho là một mô hình landing Ponzi thế kỷ. Được biết, Bitcoinnet ra đời ngay thời điểm Bitcoin phát triển mạnh mẽ và công nghệ blockchain được chào đón trên toàn thế giới. Dự án này cam kết lợi nhuận từ 30 đến 40% mỗi tháng trong thời gian cố định. Tuy nhiên, thay vì sử dụng tiền của các nhà đầu tư vào các hoạt động kinh doanh tạo ra lợi nhuận như đã hứa, Bitcoinnet đã bầu rút tiền của các nhà đầu tư vào túi riêng của những thành viên đứng đầu dự án. Sự sụp đổ của Bitcoinnet kéo theo hàng triệu nhà đầu tư lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất. Hãng tin El Salvador đã báo cáo rằng cảnh sát địa phương đã bắt giữ một chuyên gia máy tính và tiền điện tử vì tội chỉ trích đất nước chấp nhận Bitcoin dưới dạng tài sản hợp pháp. Bromet đã thường xuyên đăng trên phương tiện truyền thông xã hội về sự phản đối của anh ấy đối với luật của El Salvador khi áp dụng Bitcoin vào nền tài chính. Các bài đăng trên Twitter của anh ấy, bao gồm các cáo buộc cá nhân đứng sau ví BTC Chivo của chính phủ, có thể bị liên kết với địa chỉ Bitcoin từ vụ tấn công Twitter lớn vào tháng 7 năm 2020. Cũng như cung cấp nhãn dán không với Bitcoin cho 9.840 người theo dõi của anh ấy. Sau tin tức về việc anh ta bị bắt, những người theo dõi Bromet đã bắt đầu một chiến dịch trên Twitter. Stephen, một nhà kinh tế học tại Đại học Johns Hopkins, gọi hành động này là chuyến thục của cảnh sát độc tài. Một số ý kiến khác cho rằng các nhà chức trách đang cố gắng bịa ra các cáo buộc chống lại Bromet. Theo một báo cáo của The Information vào thứ Tư, CZ cho biết Binance.us sẽ làm những gì Coinbase đã làm, ra mắt công chúng trong vòng 3 năm tới. Việc chuyển sang hoạt động công khai sẽ là một lợi ích cho thương hiệu Binance, trong bối cảnh một số quốc gia đã công bố các cuộc điều tra và đưa ra cảnh báo chống lại sàn giao dịch hàng đầu này. CZ đã tiết lộ rằng, thời gian cho đợt phát hành lần đầu ra công chúng của Binance.us phụ thuộc vào sự tăng trưởng của doanh nghiệp. Vì vậy, nếu doanh nghiệp có thể phát triển ổn định trong 3 năm tới, thì 3 năm là đủ để IPO. CZ Binance.us cũng đang chú ý đến việc hoàn thành một vòng gọi vốn tư nhân lớn trong vòng 2 tháng tới. Điều này sẽ khiến giám đốc điều hành của sàn giao dịch giảm quyền kiểm soát hội đồng quản trị của chi nhánh Hoa Kỳ. Gary Gensler, chủ tịch SEC Hoa Kỳ, cảnh báo rằng tài sản tiền điện tử sẽ không tồn tại lâu bền ngoài khuôn khổ chính sách bởi vì tài chính là về niềm tin, phát biểu với The Financial Times. Gensler nhấn mạnh sự cần thiết phải có một khuôn khổ quy định cho các nền tảng tiền điện tử vì sự tồn tại của chính họ. Ông giải thích rằng các tài sản tiền điện tử phải tuân theo các nghĩa vụ chính sách công giống nhau để bảo vệ các nhà đầu tư và chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Ông nói rằng vốn hóa thị trường toàn cầu cho tiền điện tử đã vượt qua 2.000 tỷ đô la và nếu tiền điện tử sẽ còn tiếp tục phát triển và ảnh hưởng đến nền kinh tế Hoa Kỳ trong 5 và 10 năm tới, nó sẽ nằm trong khuôn khổ chính sách công. Quỹ Dogecoin đã đưa ra một tuyên bố tách mình khỏi một dự án sao chép có tên là Dogecoin 2.0, Doge 2.
Trong một lá thư được xuất bản vào ngày 31 tháng 8, Dogecoin Foundation xác nhận rằng họ đã mời các luật sư bảo vệ thương hiệu để liên hệ với các nhà phát triển của Dogecoin 2.0 nhằm bảo vệ cộng đồng Dogecoin khỏi bị lừa và bảo vệ tên Dogecoin khỏi bị lạm dụng. Dogecoin Foundation cáo buộc Dogecoin 2.0 đã chọn thương hiệu Dogecoin nhằm lợi dụng danh tiếng sẵn có của Dogecoin. Dogecoin 2.0 đã được ra mắt vào tháng 5 trên mạng chuỗi thông minh Binance. Doge 2 đang được giao dịch ở mức 0,035 đô la sau khi tăng hơn 100% trong 24 giờ với khối lượng hàng ngày trị giá dưới 100.000 đô la. Theo một báo cáo được công bố vào ngày 1 tháng 9 bởi công ty nghiên cứu blockchain Chainalysis, Đông Âu chính là hang ổ của các tổ chức tội phạm mạng. Các địa chỉ tiền điện tử có trụ sở tại khu vực Đông Âu có mức độ tiếp xúc với hoạt động bất hợp pháp cao thứ hai sau châu Phi. Tuy nhiên, Đông Âu có một nền kinh tế tiền kỹ thuật số phát triển hơn nhiều so với cả châu Phi. Chainalysis quan sát thấy rằng nhiều tiền điện tử được gửi đến các thị trường chợ đen ở Đông Âu nhiều hơn các khu vực khác. Có một thị trường chợ đen bằng tiếng Nga đang phát triển mạnh được gọi là Hyfra. Đây được xem là thị trường chợ đen của tiền điện tử lớn nhất thế giới. Nghiên cứu cho thấy Ukraine là quốc gia đứng đầu trong khu vực với lưu lượng truy cập Internet vào các trang web lừa đảo nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Bên cạnh đó, các địa chỉ ở Đông Âu cũng có liên quan đến ransomware với 46 triệu đô la được gửi đến các ví đáng ngờ trong khu vực. Whisper được cho là đang tạo ra một loại tiền tiếp bằng Bitcoin dành cho những người sáng tạo nội dung. Thử nghiệm Whisper iOS mới nhất bao gồm các dòng mã có thể giới hạn Bitcoin trở thành một phần của Tipsa. Giám đốc điều hành Whisper đã giới thiệu Tipsa vào tháng 5 như một cách để người dùng thưởng cho những người sáng tạo nội dung trên nền tảng truyền thông xã hội phổ biến này. Nếu các báo cáo về việc giới hạn Bitcoin là đúng, thì BTC sẽ được thêm vào cùng với ứng dụng tiền mặt, PayPal và Venmo dưới dạng các tùy chọn thanh toán được chấp nhận trên Tipsa. Là một phần của quá trình triển khai, Whisper có thể cung cấp một hướng dẫn ngắn gọn về Bitcoin và Lightning Network. Tính năng giới hạn Bitcoin sẽ sử dụng cổng thanh toán Lightning Network Stride để tạo hóa đơn Bitcoin Lightning. Tính năng giới hạn Bitcoin trên Whisper chỉ là tính năng mới nhất trong chuỗi phát triển tập trung vào việc áp dụng BTC cho gã khổng lồ truyền thông xã hội và cho chính Doge. Đầu tháng 8, người đứng đầu Whisper và Square đã công bố kế hoạch xây dựng một sàn giao dịch phi tập trung cho Bitcoin. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, công cụ tìm kiếm phi tập trung FreeSearch sẽ được liệt kê là tùy chọn mặc định trên tất cả các thiết bị mới và thiết bị khôi phục cài đặt gốc được bán ở Vương quốc Anh và châu Âu. Ứng dụng này có thể làm xói mòn sự thống trị của Google trong thị trường công cụ tìm kiếm. Việc Google quyết định liệt kê FreeSearch làm tùy chọn trình duyệt mặc định sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài với Ủy ban châu Âu về cáo buộc rằng công ty công nghệ này đã sử dụng Android để củng cố vị thế thống trị công cụ tìm kiếm của mình. Tùy chọn công cụ tìm kiếm phân quyền riêng tư của FreeSearch sẽ được liệt kê trên các thiết bị Android cùng với một số công cụ tìm kiếm đủ điều kiện khác trên khắp châu Âu. FreeSearch xử lý hơn 1 triệu lượt tìm kiếm mỗi ngày trên hơn 2,3 triệu người dùng đã đăng ký. Công ty cho biết các tìm kiếm hàng ngày đã tăng hơn 300% kể từ tháng 1 năm 2021. Tất cả các yêu cầu của công cụ tìm kiếm đều được xử lý bởi các nhà khai thác nút FreeSearch. Họ sẽ kiếm được phần thưởng thông qua các mã thông báo free dựa trên Ethereum. Các mã thông báo free được liệt kê trên CoinMarketCap và hiện giao dịch với giá dưới 5 xu. Dự án có tổng vốn hóa thị trường gần 17 triệu USD. Các ngân hàng trung ương của Úc, Singapore, Malaysia và Nam Phi đã công bố một sáng kiến chung để thử nghiệm các khoản thanh toán quốc tế được sử dụng tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương. Sáng kiến được đặt tên là Dunba sẽ tạo ra các nền tảng chia sẻ nguyên mẫu, cho phép chuyển tiền trực tiếp giữa các tổ chức bằng cách sử dụng các loại tiền kỹ thuật số do nhiều ngân hàng trung ương phát hành. Thử nghiệm này sẽ được sử dụng để thông báo về sự phát triển của các nền tảng toàn cầu và khu vực. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ lộ trình cải thiện thanh toán xuyên biên giới của nhóm các quốc gia G20. Dự án Dunba sẽ được thực hiện với sự hợp tác của Trung tâm Đổi mới của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế Singapore. Dự án sẽ thu hút nhiều đối tác để phát triển các công nghệ sổ cái phân tán DLT và khám phá các thiết kế khác nhau cho phép các ngân hàng trung ương chia sẻ cơ sở hạ tầng CBDC. Dự án Dunba sẽ ra mắt các nguyên mẫu kỹ thuật của nền tảng DLT dùng chung tại Lễ hội Công nghệ Tài chính Singapore vào tháng 11 năm nay. Đồng thời, sáng kiến này sẽ công bố những phát hiện đầy đủ của mình vào đầu năm 2022. Sau đây là một số tin vắn đáng chú ý. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 1 tháng 9 với CNBC, Hawkinson cũng là người đồng sáng lập Ethereum, bày tỏ kỳ vọng rằng tiền điện tử sẽ đóng một vai trò lớn hơn ở Afghanistan trong cuộc chiến chống lại lực lượng Taliban. Việc áp dụng tài sản kỹ thuật số sẽ cho phép công dân Afghanistan tránh được những nỗ lực của Taliban để theo dõi chi tiêu cá nhân hoặc chiếm đoạt tài sản tiền điện tử của họ. Khai Protocol, một giao thức phi tập trung thiết lập các nhóm thanh khoản được hỗ trợ bởi danh mục tài sản kỹ thuật số, có thể tùy chỉnh để hợp tác với Polygon.
sự tích hợp này sẽ làm cho các giao dịch tài sản chủ chéo giữa Polygon, Binance Smart Chain và mạng Ethereum có thể thực hiện được với phí gas thấp hơn, giảm bớt lo ngại về việc tăng phí gas trên Ethereum. Binance đã hoàn thành tích hợp mạng Ronin, AC Infinity, AXS và Small Loan Potion, SLP và đã mở tiền gửi cho các mã thông báo Ronin, AXS và SLP. Rút tiền cho mạng Ronin sẽ được mở vào ngày 4 tháng 9 2021. Ngoài việc hỗ trợ tiền gửi và rút tiền mã thông báo Ronin, AXS và SLP, Binance sẽ tiếp tục hỗ trợ gửi và rút mã thông báo ERC20 và BEP20, AXS và SLP. Honduras đã thiết lập mạng ATM Bitcoin đầu tiên của mình nhằm giúp công dân tiếp cận Bitcoin dễ dàng hơn. Máy được TGO Consulting Group lắp đặt tại Tegucigalpa, thủ đô và trung tâm kinh tế của Honduras. Hiện tại, máy ATM chỉ cho phép mua Bitcoin với tối đa $380. Người dùng phải tuân thủ các yêu cầu xác nhận KYC mà pháp luật quy định. Hôm nay thị trường tiền điện tử hoạt động cực kỳ sôi nổi, cho thấy những dấu hiệu của một mùa uptrend. Vốn hóa toàn cầu lúc 17 giờ đã chạm đến con số 2,3 nghìn tỷ đô la, tăng 5,3% so với 24 giờ trước. Bitcoin đang tăng tốc để đuổi kịp sự bứt phá của các altcoin. Đồng tiền điện tử hàng đầu hiện đã trở lại trên mốc gần 50 nghìn đô la, tăng hơn 4,5%. Ether vẫn giữ được sự phục hồi ổn định, giao dịch tại 3.731 đô la, tăng 5,2%. Cardano sau một vài ngày trầm lắng trong thị trường altcoin đầy náo nhiệt, hôm nay cũng đã có một cú bật ấn tượng tăng 8% trong 24 giờ, giao dịch trên 3 đô la. Và Binance Coin đang ở mức 490 đô la. CryptoLead VN sẽ luôn cập nhật những tin tức mới nhất về thị trường crypto trong những bản tin tiếp theo. Nếu các bạn thấy video của chúng tôi hữu ích thì đừng quên like, share và đăng ký kênh. CryptoLead VN xin chào và hẹn gặp lại!